nhau khoe sắc, chim tung bay liễu lo này, người người đang say sưa mua sắm Tết. Còn tôi năm nay thì vẫn thế, mãi mê trông lo cho công việc, chẳng mấy thời gian đâu mà có người yêu. Và mẹ tôi đã nói là Giang kiếm con rồi, và bà cũng nói là mai em không tốt đâu. Từ sáng cho tới chiều toàn nghe được những câu đã có người yêu hay chưa, hay sao thật đâu đâu. Xuân hoang ca xuân đang đến, mong mình vui khắp mọi nhà, cả lời yêu thương bình yên đến bên ta. Kỳ xa xa có vài chú bé tay đang mong mơ ly xì, còn tôi năm nay chỉ được hỏi một câu. Cả năm nay như thế nào rồi, việc làm ăn có thấy ổn hay không, rồi máy tính khi nào mới có thể dắt về làm lễ ra mắt của cha ông. Cả năm chỉ có đúng một dịp Tết, nhưng mà có mình mày thì nó đâu có vui. Nhìn hàng xóm có con và có cháu để bồng, chỉ điên mà tao là thấy tội. Trời ơi, Tết đang bị gói bánh chưng, chúng ta cũng xôi cũng thêm mâm ngũ quả, rồi mình đưa ông táo đi về trời nên phải phóng sanh thêm một vài con cá. Bánh kẹo mất thì đầy đủ rồi nè, bia thì ngủ sẵn vài tuần, chỉ đợi đến dịp tươi đến 30-12 giờ đêm thì pháo nổ đông đông. Chẳng mấy thời gian đâu mà có người yêu. Và mẹ tôi đã nói là Giang kiếm con rồi, và bà cũng nói là mai em không tốt đâu. Từ sáng cho tới chiều toàn nghe được những câu đã có người yêu hay chưa, hay sao thật đâu đâu. Xuân hoang ca xuân đang đến, mong mình vui khắp mọi nhà, cả lời yêu thương bình yên đến bên ta. Kỳ xa xa có vài chú bé tay đang mong mơ ly xì, của tôi năm nay chỉ được hối một vài.